Xin chào các bạn, hiện mình đang đứng trước cổng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, một ngôi trường với 60 năm xây dựng và phát triển. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ thắc mắc về khu ký túc xá của nhà trường có gì. Vậy hôm nay sẽ theo chân mình cùng tìm hiểu khu ký túc xá của nhà trường nhé. Let's go! Khu ký túc xá của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên được chia làm 3 khu, 2 khu dành cho nam và 1 khu dành cho nữ. Với tổng số 66 phòng và sức chứa mỗi phòng là 8-12 người. Khu ký túc xá nam của nhà trường được chia làm 2 dãy nhà số 3 và dãy nhà số 6. Cả hai dãy nhà này đều là 3 tầng và có tổng số là 43 phòng. Các phòng đều khép kín và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị. Ngoài ra còn có hệ thống wifi để chúng ta có thể sử dụng, học tập và giải trí. Nói nhỏ với các bạn nhé. Hai dãy nhà này rất là gần khu giảng đường, nên các bạn không lo bị đi học muộn. Nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu một phòng ở ký túc xá nhé. Tất cả các khu ký túc xá đều được bảo vệ nghiêm ngặt, kiểm soát người ra người vào. Các bạn học sinh sinh viên luôn nhận được sự quan tâm chu đáo của các thầy cô phòng công tác học sinh sinh viên, bảo đảm chất lượng và của các giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập. Đây là khu ký túc xá nữ của nhà trường với tổng số 23 phòng, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị và cũng khép kín như bên ký túc xá nam. Khu ký túc xá này còn riêng biệt với khu ký túc xá nam nên an toàn cho các bạn nữ. Các bậc phụ huynh yên tâm nhé. Ngoài ra, khu nội trú của nhà trường đã được trang bị đầy đủ các máy tập thể dục xung quanh khuôn viên, có sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân bóng đá, bóng rổ, nhà gương tập aerobic ngoài giờ sau những giờ học căng thẳng. Bên trong khuôn viên ký túc xá nữ là bếp ăn của nhà trường, được bố trí tại khu nhà 2 tầng với sức chứa 450 người trên lượt. Nhà mang đến cho các em học sinh sinh viên một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, cân bằng hài hòa cả về chất và lượng, giúp cho các em có đủ năng lượng và sức khỏe để học tập. Đội ngũ cán bộ quản lý nhà bếp có kho lương thực phong phú về chủng loại, đa dạng về khẩu vị đã đáp ứng và làm hài lòng được hầu hết các em học sinh sinh viên. Với tiêu chí an toàn đánh giá về mặt cảm quan, đầu tiên tất cả thức ăn đều được đun sôi, nấu chín và phát thức ăn khi còn nóng. Hàng nghìn suất ăn là số lượng được phát cho học sinh sinh viên khu nội trú trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên mỗi ngày. Để bữa ăn của các em học sinh sinh viên đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thì việc kiểm soát chặt chẽ từng loại nguyên liệu thực phẩm đầu vào luôn được cán bộ nhân viên nhà bếp đặt lên hàng đầu. Thực phẩm sau khi được tiếp nhận sẽ được nhân viên sơ chế, chế biến đúng quy cách, hợp vệ sinh theo quy trình dây chuyền, từ đầu vào cho đến khi chia khay phát cho các em học sinh sinh viên. Toàn bộ nhân viên ở bếp ăn còn tuân thủ đúng quy định cũng như yêu cầu về trang phục để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi bữa ăn được chia làm 2 ca, nhìn thấy sự hài lòng và nụ cười của các em học sinh sinh viên trong từng bữa ăn là niềm hạnh phúc của cán bộ nhà bếp và lãnh đạo nhà trường. Các bạn yêu thích trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, hãy nhanh tay đăng ký nhập học về trường để về ngôi nhà chung Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên các bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!